vegan, favorite of heavens. Each of Master's disciples has similar, different, or more inner spiritual experiences and or outer world blessings. These are just some samples. Usually, we keep them to ourselves, as per Master's advice. Con có thể nghiệm là được đi uống rượu bồ đào tận trên cao. Con uống thì đang uống vui vẻ. Thì một vị bảo là trời chỗ này sướng quá, chẳng có thời gian không gian gì cả. Tha hồ uống rượu. Con vừa mới nghe thấy không có thời gian không gian. Quả không, ta phải về cái cõi có thời gian. Thôi đúng lên lúc đấy thì con nghe tiếng gõ cửa đánh thức dậy, nhưng mà không phải là gõ cửa mà đúng là bên trong thôi. Vâng, con cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Con có rất nhiều thể nghiệm. Đến khi mà con làm nhà hàng Loving Wood đến cái thứ tư, thì hôm đấy là con rất là mệt mỏi, bởi vì là không hiểu sao có cái áp lực gì rất là mệt. Thì con mới bảo là sư phụ ơi, hôm nay trực tiếp làm nào cho tiếp cho con một cái sức mạnh để con không chán. Thế là sư phụ đêm hôm nay cho con luôn cái thể nghiệm là ở trên trời, trên mọi, cứ hét tiếng con thôi, và hét và cười rất là ổn ầm ĩ. Con chạy đến đâu thì cũng ném đất chặn đường con cứ chắn thì cứ bị ném. Đến khi con mới biết ra là các vị thánh ở trên trời rất là vui và mừng cho con. Thì con mới cầm, nhưng bảo ô thế thì mình phải cầm những cái nắm đất này về để gia trì. Đến khi mà con mở cái nhà hàng thứ 6, thì cái hôm đấy tất cả các bạn thú vật lần lượt từng bạn đến chào con. Sự thật là rất là lợi ích cho các bạn thú. Lần lượt mỗi một bạn vật đều đến để chào, và chào theo mỗi cách, mỗi con có một cách chào riêng. Nhưng mà đến cuối cùng con chim thì con tung nó lên và con đùa với nó. Và bạn cuối cùng là bạn chó. Một bạn chó đến là ở với con lâu nhất. Đấy, là con vui với nó nhất. Đấy là cái thể nghiệm về sau. Vegan, all beings' best friend. Each of Master's disciples has similar, different, or more inner spiritual experiences and or outer world blessings. These are just some samples. Usually, we keep them to ourselves, as per Master's advice. To watch and download more testimonies, please visit suprememastertv.com/2-heaven.